ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Những ngày qua liên tục đàn voi rừng xuất hiện trong các khu dãy của người dân để tìm thức ăn. Người dân nơi đây chia sẻ, trước đây voi rừng thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, khi vắng người và quay trở lại rừng khi đã bị xua đuổi. Nhưng giờ, voi thấy người không sợ, thậm chí còn đuổi cả người. Lúc trước thì đuổi cái nào nó chạy, giờ nó gặp người dân nó đuổi cái nào nó quay ngược lại, nó dí đuổi người dân luôn. Bệnh viện Thăng Trưng mà nó vào tận nhà, nó lôi vào bắp ra nó ăn luôn mà. Hình như ông đang gọt cây chuối đúng không? Đây dù không phải là lần đầu tiên voi đến tìm thức ăn trong dãy của người dân, nhưng tần suất voi xuất hiện ngày càng dày đặc, không những gây thiệt hại cho hoa màu mà còn khiến người dân luôn phải sống trong lo âu, thấp thỏm. Hiện tại voi rừng là rất chi là ly rồi, đuổi không đi, gây ra cái thiệt hại cho bà con rất chi là nhiều. Nếu như mà chúng ta cái tình hình này mà chúng ta không thể mà triển khai nhanh được thì nó sẽ xảy ra được cái, nó xảy ra cái mà do xung đột giữa người và voi thì mình không biết chỗ nào mà mình lường trước được. Theo đại diện chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, đàn voi gồm 18 con trước đây hay xuất hiện ở xã Mã Đà và Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu. Nhưng hiện nơi này đã được làm 50 km hàng rào điện ngăn voi, nên năm nay voi chuyển hẳn về xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, nơi chưa có hàng rào để phá dẫy, khiến nhiều người dân lo lắng.